Ok, chào mừng tất cả đã quay trở lại với kênh RGBF NTN của mình nha anh em ơi. Thì ok anh em thấy chưa? Thì hôm nay sẽ diễn ra một trận đấu siêu kinh điển anh em ạ, giữa team của LTL và team của Turian nha anh em ơi. Đấy, hôm nay mình sẽ không bán anh em ạ, bởi vì hiện tại là mình đang bị đau tay nha anh em ơi. Đấy, hôm qua mình quét nhà anh em ạ, bởi vì cuối năm rồi nha anh em ơi, nên mình không bán được, mình lại bị cào vào nên là bị đau tay, mình không bán được nha anh em ơi. Nên là mình đã nhường slot cho thanh niên Jimmy nha bạn, để cho thanh niên hôm nay giúp mình nha anh em ơi. Đấy thì kèo hôm nay thì anh em cũng biết là một kèo siêu kinh điển rồi nha bạn. Nếu như team của mình thắng ấy thì team mình sẽ lấy lại quân đoàn giúp mình nha anh em ơi. Còn nếu như team mình thua thì anh em cũng biết rồi đấy anh em ạ. Thì đây là một kèo cuối cùng rồi anh em ơi, kèo quyết định rồi anh em ạ. Thì mình sẽ mất quân đoàn nha anh em ơi. Thì mình mong là anh em ủng hộ cho team của LTL nhá. Thì team của LTL có Kai'Sa này, có Quỳnh Tạ này, có Jimmy này, có anh Đức Mõn này, có Whitoxic và có Thần Đồng 2K13 anh em ơi. Còn team của Turia thì có một nhân tố bán cực hay là chính là Zivit anh em ạ và Turia nha anh em ơi. Còn lại thì mình cũng không biết anh em ơi, bởi vì Turia nó cũng không công bố anh em ạ. Nhưng mà nói chung là cũng khá là ok đấy anh em ơi, bởi vì mấy ngày luyện tay gần đây thì team của Turia nó đang luyện tay rồi anh em ạ. Nên là mong là anh em ủng hộ mình bằng cách này anh em bấm like nha anh em ơi, để team mình có động lực chiến thắng kèo đấu này để lấy lại quân đoàn giúp mình nha anh em ơi. Mình đếm anh em 3 giây bấm like này. 3, 2, 1 nào anh em ơi. Thì ok, hôm nay cũng là 28 Tết rồi, thì ở đây anh em nào nghỉ học rồi anh em comment cho mình biết nha anh em ơi. Và anh em là mà không có KC thì anh em nhớ là xem từ đầu đến cuối clip này khúc tua nha. Bí mình sẽ tặng KC cho tất cả những anh em xem từ đầu đến cuối clip này khúc tua nha anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ bảo là nhắc nhở luôn để cho thằng Turia nó vô bạc luôn nha anh em ơi. À, để nó bắt đầu trận đấu luôn nha anh em ơi. Đấy. Ok ok, mình sẽ nhắn là vô đi nha anh em ơi. Vô. Vô đây. Rồi, quả kèo này thì mình đã đổi hết bí danh rồi để cho anh em nhìn cho nó dễ nha anh em ơi. Đấy, nói chung là đợi Turia thằng này nó làm gì mà nó chưa vô nhỉ. Đấy, trước khi nó chưa vô phòng ấy thì anh em nhớ ấn giúp mình một nút na nha anh em ơi. Ấn na đi anh em ơi, để team mình có động lực chiến thắng nha anh em ơi. Rồi, để mình sẽ chat cho thằng Turia anh em ơi. Đấy, mình đã quay, đây vào anh em ơi, mình đang quay trực tiếp rồi anh em ạ. Nên là, nói chung là kèo này đấu như này thắng thua thì mình không biết được anh em ạ. Bởi vì mình đang xem trực tiếp này anh em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bé âm thanh một tí nha anh em ơi. Mình sẽ cho bà bé tí giống như nhau nhau đỡ ổn nha anh em ơi. Đây thì chính là vị trí của team mình. Đây là team của Turia anh em ơi, có bạn của Turia này. Đây toàn là bạn của Turia anh em ơi. Cả Turia rỗ hạng này. Và Zivit, Kai'Sa anh em ơi, Kai'Sa đây team mình rồi. Bên này là Quỳnh Tạ này anh em ơi. Bên này là Jimmy này. Đấy, Whitoxic này anh em ơi. Rồi ok, team mình đang công lên rồi anh em ơi. Kèo này chỉ có 4 dao thôi anh em ạ. Thì team nào mà thắng thì sẽ thắng luôn nha anh em ơi. Chỉ có một trận duy nhất thôi anh em ơi. Mình mong là team mình có thể thắng để mình sẽ lấy được quân đoàn nha anh em ơi. Đấy, anh em nhớ bấm like nha anh em ơi. Và anh em nào không có KC ở dịp Tết này, không có KC tiêu Tết ấy, thì anh em xuống một bình luận nha anh em ơi. Xuống ngay một bình luận giúp mình nha anh em ơi. Thì mình đã ghim gọi là cái để anh em có thể vào để những quay ghi KC rồi anh em ơi. Mình không thể nói được bởi vì YouTube khá là căng nha anh em ơi. Mình mà nói thì khả năng là lần sau anh em không xem được video mình nữa đâu. Nên là anh em cứ xuống một bình luận nha. Video nào mình ghi ở phần bình luận nha anh em ơi. Anh em vào anh em điểm danh nha anh em ơi. Mỗi một ngày sẽ có 100 bạn điểm danh nhận được 500 KC anh em ơi. 100 bạn ngẫu nhiên nha anh em. Biết đâu anh em điểm danh anh em xui anh em sẽ được nha anh em ơi. Đây chính là vị trí của Turia anh em. Ui thì chết rồi. Team của mình hiện tại đang chết chỉ còn 2 người thôi. Team của Turia chỉ còn 1 thôi anh em ơi. Rồi, quẩy Quỳnh Tạ bắn quá kinh anh em ơi. Trời ơi, vừa nãy mình không quan sát rồi anh em ạ. Thì vừa nãy mình lô mình quạt cáo anh em ơi. Ok, bây giờ mình quan sát rồi anh em ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem anh em ơi, mình sẽ bình luận anh em ơi để tăng tinh thần chiến đấu cho team mình anh em ơi. Rồi đây vị trí của Jimmy này. Whitoxic này anh em ơi. Đấy, Thần Đồng 2K13 là một cái thanh niên hôm qua mình mới gặp lại được anh em ạ. Thằng đấy một năm trước nó đã bán khá kinh rồi anh em ơi. Mà năm nay nó cũng bán khá kinh nha anh em ạ. Còn bên này là Turia nha anh em ơi. Và bạn của Turia anh em ạ. Đấy, đây là bạn của Turia, mình đã đổi hết tên rồi nha anh em ơi. Để cho anh em có thể dễ hình dung nha anh em ơi. Đây vị trí của Kai'Sa anh em ơi. Rồi Kai'Sa đang công lên rồi anh em ơi. Kai'Sa đang công lên rồi. Đấy, nhớ cho Kai'Sa rất kinh luôn anh em ạ. Để xem là con quái vật Kai'Sa này nha anh em ơi. Anh em thấy chưa? Thao tác bay thì cực kỳ nhanh rồi. Ok, đang đánh nhau ở vị trí nào đây? Bên này là vị trí Quỳnh Tạ. Vâng, Quỳnh Tạ đã giết được một người rồi. Trời ơi, bắn quá kinh luôn anh em ơi. Rồi bên này là Jimmy liệu có giết được ai không? Jimmy đang đối mặt với ai đấy? Jimmy như đang đối mặt với bạn của Turia. Ai sẽ là người làm xuống đây? Vâng. Ở bên kia giao tranh thì team mình đang còn mỗi 2 thôi anh em ơi. Rồi Jimmy đừng. Cố lên Jimmy ơi. Trời ơi, team mình hình như còn mỗi một người nữa rồi anh em ơi. Team mình hiện tại là còn mỗi một người thôi anh em ạ. Chết rồi. Căng rồi anh em ơi. Để mình quan sát qua bên này nha anh em ơi. Bạn của Turia đã gục rồi. Vâng, team mình đã giết được 2 người rồi. Nhưng mà không biết là bắn nhau ở đâu nữa anh em ạ. Ôi, bạn của Turia bắn gục đồng đội mình rồi. Trời ơi, toang rồi anh em ơi. Rồi còn mỗi vị trí của ấy thôi anh em ơi. Của ai nhỉ? Của hình như là của Jimmy, đúng rồi, của Jimmy anh em ơi. Đây là Jimmy đây rồi, bây giờ mình sẽ quan sát Jimmy nha anh em ơi. Cố lên. Đây là bạn của Turia. Vâng, Jimmy có cân được đôi không đây anh em ơi? Anh em giúp một nút like để Jimmy có thể cân đôi rồi anh em ơi. Hiện tại là bạn của Turia đang còn sống nha anh em ơi. Rồi, hai bạn của Turia, Jimmy là một mình quần phải đối đầu với hai người. Liệu Jimmy có làm được việc hay không đây? Rồi, Jimmy cố lên.
Có lên ok, cũng một rồi. Một rồi, ok. Đây là bạn của Turia, vị trí của bạn Turia không chịu cứu nha anh em ơi. Không được cứu, ai cứu là sẽ phá luật. Phá luật thì có thể là chơi lại trận mới anh em ơi. Nên là mình nghĩ là chắc không ai muốn phá luật đâu. Rồi rồi, đây mình sẽ xem vị trí của bạn Turia. Một đều anh em ơi. Căng quá anh em ơi, căng quá anh em ơi, trời ơi. Ok, mình sẽ qua kem mình để mình bấm like cho mọi người nha anh em ơi. Cũng như là anh em nào chưa bấm like thì anh em bấm ngay nút like để ủng hộ cho kem mình nào anh em ơi. Đây kem mình thì có White Toxic này anh em ơi. Đây có Jimmy này, có White Toxic này, có thần tông 2K13 này. Đây bên này là có Turia nhá, bạn của Turia nha anh em ơi. Đó, Kai'Sa, Jimmy này anh em thấy chưa? Đây kem mình nhìn nó trùng quá mạnh rồi anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Ok. Bây giờ mình sẽ chuyển qua xem vị trí của Kai'Sa đi. Đấy, Kai'Sa đây đây, vị trí qua đây Quỳnh Tạ. Mình sẽ xem Quỳnh Tạ bắn nha anh em ơi. Đấy, Quỳnh Tạ bắn khá là kinh anh em ạ. Quỳnh Tạ bắn khá là kinh đấy. Rồi bên này là Jimmy. Rồi White Toxic này, thần đồng 2K13 này. Bên này là Turia, bạn của Turia nha anh em ơi. Zivit này. Đấy anh em bây giờ nói chung khá là kinh này. Quỳnh Tạ này anh em bây giờ, Jimmy này, White Toxic này anh em ơi. Rồi thần đồng 2K13 ơi, hình như là anh Đức Mua mà team mình hình như out rồi anh em ơi. Trời ơi anh Đức Mua mình như là có việc bận rồi anh em ạ. Mình bảo quái không thấy anh Đức Mua đâu anh em ơi. Thì team mình hiện tại đang là 5-6 anh em ơi. Trời ơi, thế này thì càng khó cho team mình rồi anh em ạ. Nên là anh em bấm like anh em ơi, tuyệt toang rồi. Bây giờ mình không thể nào để thi đấu lại được rồi anh em ơi. Đó nên là bây giờ team mình bây giờ phải cố bắn rồi anh em ạ. Trời ơi, căng quá trời rồi anh em ơi. Bây giờ team mình chết 2 rồi, chết 3 rồi anh em ơi. Em bạn thì mình gục 1 thôi. Rồi Jimmy cố lên Jimmy ơi. Rồi đây thần đồng 2K13, thần đồng 2K13. Rồi không ổn rồi anh em ơi, quả kèo này thua thì mình sẽ mất quân đoàn anh em ạ. Nên là anh em. Rồi ok, hay quá, thần đồng 2K13 ơi. Rồi gạt luôn luôn, bắn luôn. Bắn luôn rồi, đúng rồi. Trời ơi, còn mỗi Jimmy thôi anh em ơi. Xong rồi. 2-1 rồi anh em ơi. Không ổn rồi anh em ạ. Mình bắt đầu cảm thấy sai sai rồi anh em ơi. Em mình thì có một người out chính là anh Đức Mõm anh em ạ. Trời ơi, cái này thì mình thì khó rồi anh em ạ. Quả kèo 66 thì quá khó rồi anh em ơi. Bởi vì mình tìm mãi không thấy, hóa ra bây giờ mình kiểm tra lên người là mình đã thấy mất một người rồi anh em ơi. Ui. Nó biết bắn kiểu gì đấy anh em ơi. Buồn quá anh ạ. Thôi bây giờ mình sẽ cố gắng mình tin tưởng vào đồng đội mình anh em ơi. 5-6 thì chung có 30 chưa phải Tết anh em ạ. Ở đây là vị trí của White Toxic anh em ơi. Rồi, White Toxic đang công lên với đây thần đồng 2K13. Một nhân tố bắn cực hay và Turia Zoeak hiện tại là đang ngồi ở nhà rồi anh em ơi. Bạn của Turia đây rồi. Zivit BC. Rồi Kai'Sa đây vị trí của Quỳnh Tạ. Để xem Quỳnh Tạ liệu có làm nên công chuyện hay không nha anh em ơi. Trận này Quỳnh Tạ đang cầm súng sạc anh em ạ. Ok, mình mong là team mình có thể chiến đấu thôi. Chứ bây giờ mình mất quân đoàn thì cũng mệt đấy anh em ơi. Rồi ok ok ok, cố lên Quỳnh Tạ ơi. Cố lên cố lên. Rồi team mình cũng chết 2 rồi anh em ạ. Trời ơi 2-6, bây giờ còn 4 rồi, chết 3 người rồi. Không ổn rồi anh em ơi, không ổn rồi. Trời ơi. Rồi chết 4 rồi. Càng kèo 66 đây, khả năng là team mình thua là cái chắc rồi anh em ơi. Rồi, hiện tại team mình đã mất chết 5 người rồi anh em ơi, còn mỗi một người thôi anh em ạ. Còn mỗi một người thôi anh em ơi, còn mỗi một người thôi. Không ổn rồi anh em ơi, còn mỗi ai nhỉ? Còn mỗi ai để mình xem nào. Xong luôn rồi. 1-3 rồi anh em ơi, có 4 dao team mình thua 1-3 rồi anh em ạ. Xin lỗi anh em nha anh em ơi. Thực sự trận này team mình thiếu người anh em ạ. Team mình thiếu người. Nên thua anh em ơi. Rất buồn anh ạ. Quân đoàn của mình 29 Tết thì bây giờ 28 Tết rồi nó lại bay màu như vậy anh em ơi. Thôi anh em bấm ngay nút like đi anh em ơi, ấn vào nút like vỡ nút like anh em ơi, để team mình có động lực, team mình thắng cái kèo cực căng anh em ơi, team mình có thể lật kèo này anh em ơi. Trời ơi, mình tin là team mình có thể lật kèo rồi anh em ạ. Mình không tin là team mình có thể bắn như thế này đâu anh em ơi. Mất một người anh em ơi, 5-6 thì thua là đúng rồi anh em ơi. Ok, team mình lại gục rồi anh em ạ, lại gục một người rồi anh em ơi. Và Jimmy hiện tại vẫn đang ở nhà anh em ạ. Turia đang công lên. Và đây là bạn của Turia anh em ơi. Ok, để mình xem nha anh em ơi. Kai'Sa đang quấn keo, Quỳnh Tạ cũng vậy nha anh em ơi. Rồi, Quỳnh Tạ bắn vũ tờ một người rồi anh em ơi. Rồi, hay quá Quỳnh Tạ ơi. Rồi, ok, team mình giết 1-3 rồi kìa. Trời ơi, Jimmy bắn quá hay rồi anh em ơi. Đây, vị trí của Zivit. Rồi, bạn của Turia lại bị gục rồi kìa. Trời ơi, chúa, team mình sắp lật kèo rồi anh em ơi, 2-2. Rồi bên này là Zivit, bên này Zivit và ai nhỉ? Quỳnh Tạ vẫn còn sống nha anh em ơi. Rồi, chết rồi, team mình còn mỗi Quỳnh Tạ thôi anh em ơi. Chết rồi, cố lên Quỳnh Tạ ơi. Cố lên Quỳnh Tạ ơi. Rồi, hay quá. Còn một thôi Quỳnh Tạ ơi, cố lên bạn ơi, cố lên. Trời ơi, đừng để thua. Căng anh em ơi, Quỳnh Tạ ơi. Ui tí chết anh em ơi. Quỳnh Tạ đang đặt cho mình cái lửa chạy.
bên kia còn bạn của tôi nữa. Ơi! Ok anh em ơi, tôi xin lỗi tất cả anh em nhá. Thì mình cũng không có gì nói đây anh em ạ. Bây giờ mình rất là buồn anh em ơi. Mai mình sẽ thử nhắn tin với Turia xem liệu có cho mình đấu lại không nhá. Tuy nhiên mình bây giờ đã mất người thì bắn như này thì chắc chắn là team mình thua rồi anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả đã bỏ thời gian theo dõi cận 66 kinh điển anh em ơi. Nếu mình xin được đấu lại thì mình sẽ thông báo cho anh em nhá. Ok, bye bye anh em ơi. Khá là buồn.